Xin chào thân ái và quyết thắng, chào quay trở lại với channel của mình là Quân Tony Cô Đây. Rất vui khi bạn đến với series Monster Legend và xin chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành. Xin thành cảm ơn. Ok, chúng ta ngày hôm qua thì mới có một tập Monster Legend xong và chúng ta lại thêm một tập nữa các bạn. Xong tập này thì mình tiếp tục làm về Run City nhé các bạn. Đấy, các bạn đã thấy là lượng game mình đã kiếm lên lại được là 242 rồi. Kể từ sau lần chúng ta gọi là khá là khô máu thì giờ chúng ta cũng kiếm lại từ từ các bạn. Rồi nên mình nói là cũng không sao đâu, chỉ cần chúng ta còn chơi là còn tiến tới các bạn. Ok, ta xong một chú mon nữa rồi. Thì có lẽ video hôm nay chúng ta sẽ, trời ơi, sao có một lỗ vậy các bạn. Thì không ngờ luôn, bé đồ RAM của chúng ta đã một lỗ rồi, thì không nói mà đến cả gọi là bé mới này cũng một lỗ luôn. Chúng ta cứ chụp lại cái đã. Không biết là gọi cô bé này là thế nào, nhưng mà chúng ta có thể gọi là gì thế nhỉ? Gọi là phù thủy hắc ám đấy các bạn. Rồi, và cũng rất đen cho đội đỏ lắm các bạn. Kể từ sau cái đợt chúng ta like thì giờ toàn nói chung là gặp toàn xui không ạ. Không sao, chúng ta vẫn sẽ cố gắng các bạn. Và thì tiêu điểm chính của chúng ta trong video này sẽ nói về cô bé hắc ám này nhé các bạn. Thì cô bé này là nói chung là một cái biến, kiểu là cải biên, cải tiến gì đó mới của một cô gái Epic bên đây. Đây nè các bạn. Đây, thánh soi. Rồi, bên đây thì là xong. Ủa, chúng ta nâng lên là trạng thái cuối cùng rồi các bạn. Nhưng mà nhìn vẫn giống như là trẻ con đó. À đúng rồi, vì cô gái này là thích soi gương nên mình gọi là thánh soi. Nhưng ở đây thì trở thành hắc ám rồi các bạn. Rồi, ta để vào môi trường hệ bóng tối nha các bạn. Bảo đâu nhỉ? Đây đi, này có nhiều rồi. Chắc ta phải xây thêm môi trường mờ thôi. Đây là một mon mờ thế hệ mới thứ hai. Nói chung mình gọi là tam giác đó các bạn. Đọc là tam giác đi. Mon mờ tam giác, ui có hai cái mặt nạ luôn các bạn. Rồi, trời ơi, nhìn ghê quá vậy. Nói chung thì chúng ta vẫn cứ là nâng lên level 100 thôi các bạn. Thì đối với lại mon này thì chúng ta đang có gọi là sự kiện chúng ta đánh ở trong arena, chúng ta sẽ có các bạn. Đó gọi là đánh rank á. Rồi, lên full level 100 nè. Xem có gì hot không. Mà chưa gì thấy một, có được có một lỗ là chúng ta thấy buồn đó. Cái này là lỗ run nha các bạn. Rồi ok. Đây thì ở run đầu tiên thì là chúng ta sẽ làm cái lần chuyên đầu tiên các bạn, chúng ta sẽ là không bị mù nè. Còn thứ hai là ngăn cản là đối thủ hồi sinh nè. Và là tuyệt chiêu hồi sinh là không có tác dụng các bạn. Còn cái này là giống như là một cái rút mana của tất cả kẻ địch khi mà mới vào đó các bạn. Ok, về lượng sát thương công thủ thì đôi gì rồi. Giờ chúng ta sắp skill các bạn. Wow, skill này là skill có thể là đánh lan và gây hiệu ứng là thôi niên nè. Đây là tuyệt chiêu gây mù nè các bạn. Và có gây mù 100% nè. Đây thì gây mù 50% và cũng có luôn là đánh lan gây mù nè. Ui, còn một cái cuối là cái này cũng ngon nè. Mega thôi niên luôn. Rồi, để coi là còn chiêu nào ngon không. Nếu, rồi ok. Nói chung là bộ kỹ năng này là ngon nhất rồi đó. Có mega này, hai cái mega, một cái hai cái mù và hai cái mega. Ý là một cái là mù tổng hợp, một cái là thôi niên hai lần, còn cái lại là mù 50% nhưng mà đánh lan và thôi niên 50% thôi niên một lần nhưng mà đánh lan luôn. Rồi, về ngọc thì dựa theo những cái điểm này thì mình nghĩ là thuộc về là cành trôn các bạn. Chúng ta sẽ lắp vào là ngọc tốc đánh. Quên, ngọc là xe bích chứ. Ngọc tốc độ các bạn. Không có ngọc 5 luôn. Trời ơi, buồn quá vậy. Không ngọc 5 thì chắc chúng ta chơi ngọc 6 các bạn. Hay chơi ngọc 7 ta. Tạm thời thì chưa có máu được. Nên thôi ta lấy tạm ngọc 5 nữa. Không sao, ta lấy ngọc 6 cũng được. Có một lỗ chứ nhiều.
Rồi. Ok, và về Rootlist thì tí nữa nếu sử dụng chúng ta sẽ train vào. Trong đây thì mấy cái này chúng ta sẽ nhiều rồi nè. Để mình correct xem có được hay không. Đây, nói chung thì kiểu như là như đây các bạn. Đây, correct phải đi. Rồi. 4 tiếng, 4 tiếng là không biết được hay không. 4 tiếng như là thành công rồi các bạn. Đúng rồi, 4 tiếng là lên ngọc 6 rồi đó. Rồi, ok, nếu chúng ta đã có rồi thì chúng ta sẽ qua bước tiếp theo. Ta sẽ đánh ở trong đây nha các bạn. Đây, đánh trong này mình không biết là thế nào nhưng ta cứ thử đánh đi. Replay nè, xem lại câu chuyện. Cô bé soi gương đi tới một khu rừng, nói chung là cũng rất là hắc ám. Và nhận được một cái gì đó. Nói chung thì mình không phải đang dịch tiếng Anh nha các bạn. Nghĩa là giống như là cô bé này thì đã có duy chỉ một cái gì đó là muốn đi tìm sự thật hay cái gì đó các bạn. Và có được một cái nguồn năng lượng gửi tới. Rồi sao nữa? Và không biết cái gì diễn ra ta. Nói chung thì mình cũng không có dịch được đâu các bạn. Rồi, và cô ấy biết thì kiểu như là có một cái gì đó mà nó chắc là tốt lành đến với lại cô ấy. Nhưng mà cô ấy không biết là lo lắng một lần nữa hay không. Cái này mà có cái dịch thì đây, cái này là nói chung cái chính là cái này các bạn. Cái chính là sử dụng nguồn năng lượng mới nè. Đó, rồi biến thành như thế này. Đấy các bạn. Và sau khi biến hình rồi thì bùm. Đấy các bạn đã thấy rồi đó. Trời ơi. Một nói chung là một nguồn sức mạnh mới. Vẫn ta thấy như vậy. Rồi, tất cả đều tốt. Và chúng ta có thể là cần để chúng ta có thể sử dụng nguồn sức mạnh của cô ấy các bạn. Trời, ghê quá. Rồi. Nói chung thì qua nhanh đi. Ok. Thì chúng ta sẽ đặt tên đã nha các bạn. Nãy quên đặt tên đi. Thánh soi thì chúng ta tiến hóa thành giờ thì chắc không gọi là thánh soi nữa rồi. Vì giờ mà lấy cái gương soi vào thì không biết cô ấy sẽ như thế nào. Thì thôi, chúng ta sẽ đặt tên là cô gái ám đó các bạn. Biết là đặt được không? Không, tên dài quá. Vậy thì để mình xem lại. Rồi thì không có biểu hiện gì nhiều. Nhưng mà chung là chúng ta không biết là nên đặt tên gì. Thôi rồi, ta đặt là phù thủy đi các bạn. Phù thủy. Rồi. Chắc được không các bạn? Nhưng mà nếu mà vô duyên gọi người ta là phù thủy thì cũng hơi là gì đó, người ta con gái mà. Thôi, đặt tên khác đi. Kiểu như là mượn sức mạnh của nguồn năng lượng hắc ám và bị xâm nhập vào. Thì nhưng mà chúng ta nói chung là sử dụng cho việc tốt là ok. Ta sẽ gọi là Ruby đi các bạn. Ruby đen các bạn. Đấy, thì thực ra thì Ruby đen ám chỉ cho việc là một viên Ruby bị sức mạnh hắc ám gọi là bám lấy các bạn. Thì gọi vậy đi, Ruby đen. Cũng ok, giờ chiến thôi. Rồi, cái này là relay, chúng ta có thể là xem gì các bạn. Đây, đội hình chúng ta như này. Đây thì cần hai tướng là ở trong đây, trong bot. Và wow, ba lỗ luôn. Này thì cũng thuộc trường phái là ui dạ. Này là hồi xem lại skill đó các bạn. Skill đầu tiên là đánh và tăng một ít lượng máu. Skill thứ hai là hồi sinh. Hồi sinh một thành viên bên tay của chúng ta với 50% máu. Và trời ơi, remove đi 50% tổng lượng máu của chính bản thân. Cái này ghê quá vậy, tuyệt chiêu này tà ác quá. Để xem.
hồi gọi là hồi tất cả những cái thành viên bên team của mình 25 chương máu, nhưng mà chúng ta bị rút là ui trời, rút 50% lượng máu của chúng ta luôn. Cái sao chiêu gì mà toàn ghê không vậy? Chiêu này thì chúng ta đánh lan và gây hiệu ứng là không thể hồi máu. Chiêu này ghê quá. Đây nè, cái này được hơn nè, hồi hồi sinh tất cả thành viên bên tay của chúng ta và với 50% lượng máu, và cùng đó là bút thêm sát thương nữa. Chiêu này ghê quá. Rồi, còn chiêu này sao? Chiêu này là chiêu bên đây các bạn là hồi sinh một thành viên với 50% lượng máu và là cho thành viên ấy một lượt luôn. Wow, cũng được đấy. Ôi, cái này là chiêu ngon hơn nè. Hình như là mình chưa chơi chưa các bạn. Rồi chơi chiêu này vào là đánh một đòn mà chúng ta thể làm gây hiệu ứng hồi máu ngược, cùng với đó là chúng ta có thể là hồi lại một ít máu nữa. Quá ngon. Và còn skill nào nữa không? Skill này là hồi sinh một thành viên team mình và bút cho hiệu ứng ít 3 đam nữa các bạn. Cái này khá dữ. Cái hồi máu này thì chắc chúng ta cũng không dùng được. Dùng cái này xong là chúng ta đi bán muối luôn quá. Thôi chúng ta chơi hồi sinh đi. Nhưng mà hồi sinh 1% lượng máu thì kiểu như là nếu mà qua lượt mà chúng ta bị đánh hay gì thì hơi là vô ích. Nên thôi, chắc chúng ta chơi cái này. Hồi sinh mà bất lượt nữa, ta sẽ là phù thủy hồi sinh các bạn. Ok. Và chúng ta nhìn thì lượng đam lượng máu là như thế này. Ta bỏ rune ngọc vào. Nếu mà đúng thì đây là thuần pháp sư, ta phải bỏ là rune tốc độ vào các bạn. Mà chúng ta sẽ bỏ là tem speed. Đây có một viên là tem 4 này. Cho một viên là tem 5 luôn. Cho một viên là này đi, viên này cũng được các bạn, viên này để lấy cho kia đánh trước thì lấy viên này đi. Rồi bên đây thì bên đây cũng hồi sinh luôn các bạn. Trời ơi, hay hồi sinh nhiều quá, hồi sinh mà hồi máu các kiểu luôn. Rồi quá ngon. Ok, nói chung là như vậy rồi là ok rồi. Đây là hồi sinh nè. Hồi sinh với 50% lượng máu và có hiệu ứng là Evasion nè. Hồi sinh 50% lượng máu nè. Này thì cứ là bút như vậy, chắc bỏ chiêu này đi. Chơi chiêu này. Rồi. Ok. Xem mà ui, bên kia có ngọn lửa cuồng nổ luôn người ta. Chúng ta đã làm gì đâu. Wow. Một đợt đánh là đã cho bên kia là bay màu rồi. Thì không biết cái này có phải giống như là ui à, cái này không phải là giống như trong kia chúng ta đánh thoải mái, tưởng là đánh ui quên 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 các bạn, quên cái vòng quay đó là chúng ta quay để mà lấy nhiều phần thưởng lắm. Lại bỏ qua mất hai cái vòng quay rồi. Thì cái vòng quay này là vòng quay mà có nhiều phần thưởng các bạn, chúng ta phải quay cái vòng này. Hình như bị fix lại rồi. Xong mà phần thưởng. Wow, cái nhận được nè. Cái này thì nếu chúng ta quay chúng là vòng quay mà phần thưởng là không có ngon thì chúng ta có thể là đổi lại. Okay. Kiểu như là chúng ta đổi lại thêm một game đó các bạn. Thấy 500k vàng cũng ngon nhưng mà thôi kệ, lấy 500k vàng đi. Đây có quyển sách nè. Ta bấm skip rồi ta. Rồi chúng ta gặp một chú gấu. Và hình như là gì đó, hai người đang nói chuyện với nhau. Ta có thể skip nè. Ta chỉ là xem thôi. Ugo. Gấu xuất trận các bạn. Đây. Chúng ta có chiêu này nè. Rồi. Ta đợi quay tiếp các bạn. Quay nào, quay nào.
Còn ta một game này. Quay tiếp. Xem ta có lời không nha các bạn. Một game tiếp. Hai game. Quay tiếp. Rồi, ba game luôn. Quay tiếp nè. Rồi, quay chấm vàng rồi, ok. Tạm lấy vàng cũng ok các bạn. Rồi, và tiếp theo là level 70. Wow, bên đây thì có lẽ là dữ hơn. Rồi. Ok, quay tiếp các bạn. Không quay gì mà mình nhớ là các bạn quay vòng này ngon lắm mà hình như giờ bị fix lại rồi. Lấy 500 vàng thôi. Nói chung thì ok. One hit luôn các bạn. Thầy sát thương cao quá. Quay tiếp. Không biết có quay chúng game hay chúng mạnh hay không. Chứ toàn là chúng trái cây các bạn. Trái cây chúng ta có nhiều rồi. Quay tiếp nè. Một game nữa là 4 game. Ôi, rương bạc. Thôi, tạm được các bạn. Trong đây chúng ta vẫn ăn game nè. Ui trời. Đấy. Nói chung là những vòng đầu chúng ta qua rất là dễ. Quay toàn lòng không có trúng mạnh, không có trúng game gì hết. Wow, mới nói xong các bạn, trúng luôn là 10 game. Trời, vậy là vận may đã quay trở lại rồi sao? Ok, mấy lượt đầu thì không biết bên kia có gì mà luồng khí ghê lắm các bạn. Nhìn ghê ghê các bạn. Quay tiếp. Này quay dính 10 game là làm vốn rồi. Giờ là quay xả láng luôn. Trời, xem nữa là dính 20 kia rồi. Mà chung ranh mấy chú rồng này thì mấy chú mon ui sột. Tiếp tục tiếp tục. Quay chúng vàng. Vậy là tạm được các bạn. Chứ chúng ta quay tiếp thì skip nè. Rồi. Rồi, ba anh lính hộ vệ luôn. Ok. Càng ngày càng khó các bạn. Phần thưởng thì như vẫn như vậy. Ui trời. Xa vậy, xa vậy. Cũng khá xa các bạn. Nói chung vòng quay này chúng ta phải quay nha các bạn. Vòng quay này ngon hơn những vòng quay bình thường. Ui sợi. Tiếp tục dùng game đi, không sao. Chúng ta vẫn lời các bạn. Vì chúng ta đánh thấy có nhiều game mà. Rồi ok. Rồi. Trời, bên kia thì ghéo vậy. Đang đây các bạn. Rồi, ok. Hình như không biết chúng ta đánh có 4 năng lượng hay là gì không. Chúng ta đánh bây giờ cũng nhiều. Ui, 10 game nữa, quá là ngon. Đây là bên phần easy thôi. Tiếp tục nè. Đấy các bạn. Ta cứ tiếp tục quay thôi. Năm game. Nice. Quay tiếp. Ôi, dính này thì có thêm game nữa nè. Wow. Bắt đầu là xuất hiện một mon mờ đó các bạn. Chúng ta mới có là một lỗ rôn thôi.
Quay tiếp nào. Nhưng quay nhẹ thôi các bạn, quay mạnh quá nó không dính. Rồi, dính rương bạc. Ok, 15 game này. Wow, siêu to khổng lồ các bạn. Quá này. Ta dồn sát thương vào luôn. Ta hết mana rồi. Ok, quay nhẹ thôi. Trời ơi, xem chúng các bạn. Quay lại nè. Dính vàng. Thôi giờ không lấy vàng luôn. Quay tiếp. Ba lần rồi nè. Wow, dính 20 cái này rồi. Đúng là quay là sẽ ra các bạn. Đây lại câu chuyện nữa, ship đi. Wow, bên đây lại có thêm môn mờ rồi. Bắt đầu là đánh không thấm rồi đó. Rồi xong bên kia là kháng cái đó luôn các bạn. Kháng. Chờ hiểu thôi. Rồi. Mạnh quá vậy. Thôi xong, có phải không ổn các bạn. Hồi máu nè. Ba tuần, ba tuần nữa. Hồi máu đi. Toàn tuyệt chiêu mình thì toàn hồi sinh các bạn. Rồi, ta phải đánh thế nào đây? Đánh này trước đi. Bên kia thì đó rồi, không đánh choáng được. Thôi xong, hết chiêu rồi. Hết mana các bạn. Chừng này chúng ta gặp dữ rồi. Game mù này. Ui, có chiêu cuối các bạn. Hiền, có chiêu cuối. Rồi, gây cho bắn nè. Trời, búp gì mà búp kiên liên tục nữa các bạn. Chúng ta phải nhắm một đối tượng trước. Ta đánh chú rồng yếu nhất bên đây đi. Mình búp đam lên. Bên kia như không có hóa giải. Rồi, tạm thời là hạ được một tên rồi các bạn. Giờ rồi ok, chúng ta có là có lưỡi hái tử thần rồi, may mắn. Bắt đầu là thấy khó rồi các bạn. Nên chúng ta phải sử dụng làm Red Lip thôi. Quay tiếp nè. Ok, đó, quay từ từ là dính các bạn. Mình sẽ cho Red Lip vào cho các bạn. Cái này thì cái này là cũng Red mạnh nè. Lấy cái này đi. Để mình xem thử nha các bạn. Red này là Red rút mana nè. Và Red này là Red mà có thể là rút mana, cũng như là cũng có thể làm cho chúng ta mana nữa. Red này thì Red này là Red mà bảo vệ.
Rick này thì sẽ giúp ta hồi máu nha các bạn. Cảm ơn các trên đây. Lấy cái này đi. Rồi. Bên đây thì lấy thêm một cái nữa không các bạn? Lấy hai cái đi. Ok. Rồi, đây là bên đây. Dây chuyền thì dây chuyền này cũng được nè. Dây chuyền này là giúp ta hồi mana và gây lượng sát thương. Dây chuyền này thì rút mana. Chúng ta không có chịu đánh lan. Coi có skill đánh lan không. Rút hết mana luôn. Skill đánh lan có một cái nè. Ta có một skill đánh lan nè. Nếu kết hợp thì chúng ta có thể là rút được rất là nhiều mana. Vô luôn các bạn. Cho mượn cái này đi. Rồi chúng ta sẽ thay vào skill nào đây. Hồi phục nè. Bút đam. Theo skill skill này mình nghĩ là nên giữ lại. Hồi sinh. Skill này đi. Ok. Một cái 7. 7 thì mình lấy cái này. Rồi bên đây nữa các bạn. Một cái dây chuyền. Chúng ta chỉ có một cái dây chuyền đó thôi. Thì lấy cái này đi. Bình hồi sinh luôn nha các bạn. Rồi ok. Đánh nào. Rút mana nè các bạn. Đấy. Rất mạnh không nào. Mình mới nghĩ ra một đòn mà phối hợp các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng phối hợp. Đây. Bên Ritlin nè. Bỏ cái này đi. Mượn cái này các bạn. Rồi. Đấy, cái con nào. Cái con nào luôn. Cái này cũng khá được các bạn. Ok. Ta tiếp tục. Ta xoay đã. Rồi ngon. Ta ra tiếp là cái này. Ui bọn tiếp theo có 20 game này. Nói chung là chúng ta đánh sắp xong rồi các bạn. Rồi, ok. Choáng này. Rút mana nè. Ok. Chiều phối hợp cũng ngon các bạn. Đây. Xong. Chúng ta tiếp tục là xoay thôi. Có tiếng pháo các bạn. Quay lại nè. Nói chung là bây giờ vẫn còn tiếng pháo các bạn. Tiếp tục lần 2. Thì không biết các bạn đã đi tới đâu rồi, nhưng mà mình chỉ mới đi thôi. Rồi, ngon, chúng ta lại dính làm cái này nữa.
Skip thôi. Wow, ta gặp Quỳnh Su cấp độ 100 luôn. Mà Ngọc thì Ngọc hơi kém. Chúng ta kết hợp combo này. Úp hết sạch mana luôn. Bên kia mình còn tí xíu thì phải hồi mana lên thôi. Và sau đó chúng ta lại tiếp tục. Ok các bạn, đấy, chúng ta sẽ qua được màn này khá là easy. Rồi, quay tiếp các bạn. Quay từ từ thôi. Còn quay thì khá ngon. 5 game, đại sư. Rồi, chúng ta nói chung là wow, qua bên đó. Xong, ta hoàn thành. Còn bên đây các bạn, skip qua này. Wow, mới vô ta gặp đối thủ là cấp 80. Không phải dạng vừa đâu. Bên này thì khó hơn các bạn. Nên mình phải mở thêm là những lỗ run thôi. Ui, bên này có phần thưởng ngon hơn. Rương vàng cũng được, đại sư. Cũng có thêm game nữa các bạn. Đây, hai đòn cơ bản. Tiếp tục vòng quay cho các bạn. Tiếp tục. Phần thưởng ta đã đa dạng hơn rồi. Trời ơi, tiếp tục. Tiếp tục các bạn. Quay nhẹ thôi. Ok, tạm được. À, đi tiếp thôi. Nói chung vẫn đi được các bạn. Đây là mức độ tầm trung. Phần thưởng là gì đây? Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Ok, chúng ta nói chung là 4 rương cũng tạm được đi. Tạm thời chúng ta vẫn là một mạch qua đường các bạn. Nói chung là nhờ vào những món lít bảo bối đó các bạn. Kiểu là mấy cái lít rất là xịn sò luôn. Ok, ngon. Đánh gấu nè. Gấu rất là bự luôn các bạn. Tiếc là mình bị chúng ta đánh là thê thảm. Đấy. Xoay này các bạn. Đó, chúng ta đã dính thêm ống mới rồi. Lại tiếp tục là 26 phòng các bạn. Đây thì những mấy cái lượt ống này ta hết những game rồi. Rồi và có lẽ là chúng ta chỉ đánh tới đây các bạn. Ui,
mới đánh có xíu mà game chúng ta đã lên là 342 rồi kìa các bạn. Rất là lợi hại không nào. Còn đánh ở trong đây nữa. Nè, đánh này ít quá. Thôi chúng ta sẽ đợi đánh tiếp nha các bạn. Tại video cũng dài rồi. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.